Rồi, hello, chào anh em. Em giao lưu với anh em một con cưa trượt Hitachi C8 FXA ha. Con này có laser hành trình ha, đèn tự sáng ha. Con này nghiêng 45 độ hai bên ha, xoay 45 độ hai bên luôn. Nghiêng được hai bên nha anh em, hành trình 32 xăng ha. Rồi em giới thiệu thông số trước rồi tí em test máy sau ha. Con này điện 100V hàng nội địa Nhật ha, công suất là 1050W ha. Dòng tua nó là 3800 dòng ha. Con này cắt sâu được cắt đứt được 7 xăng ha. Cắt đứt được 7 xăng hành trình 32. Nếu mà cắt nghiêng thì được 4,5 nha anh em. Khi mà anh em lật nghiêng cắt á, cắt đứt được 4,5 ha. Còn cắt đứng thì được 7 xăng ha. Này anh em muốn nghiêng á, nghiêng thì mở khóa ra ha, khóa này là khóa nè, mở ra kéo xuống nè, nghiêng 45 độ bên này ha. Nếu mà anh em muốn nghiêng 45 độ bên kia á thì anh em phải kéo cái ở đây nó có cái chốt ha, kéo cái chốt này ra mới nghiêng 45 độ bên này được. Chốt này ha, lúc anh em kéo về á, kéo về mà là nó đứng rồi thì em thúc cái chốt này vô nha. Đó, thúc cái chốt này vô thì nó mới đứng 90 độ ha. Rồi khóa lại. Đó. Rồi xoay thì mở tay này ra xoay thôi ha. Bóp cái cò dưới này ha. Dưới này nó có cái cò anh em bóp á. Anh em xoay tới đâu anh em buông ra thì nó tự nhảy ha. Nó nhảy 15 độ, 30 độ với 45 độ ha. Rồi. Đèn trợ sáng đây ha. À. Laser hành trình là siêu sáng luôn nha anh em. À, trượt thì đang mở này ra ha, mở góc nó ra trượt ha. Đó. Trượt rất nhẹ nhàng ha. Đang gỡ điện thoại xuống cho anh em xem cái laser hành trình ha. Laser hành trình là siêu sáng nhưng mà con nút laser đây ha. Đây chính nút laser này anh em mở vài giây sau nó mới cháy ha. À. Siêu sáng này ha. Sáng cực kỳ ha, sáng ra tới ngoài đây luôn nè. À. Tại vì cái nút laser này nó qua IC ha, cho nên nó hơi chậm hơn so với điện ha. Mở tí nữa, tí sau nó mới sáng. Rồi em test máy ha. Chạy siêu em anh em ha. Nói chung là con này là ngoại hình là 90% luôn ha. Con này nó có cái cử kẹp phôi luôn ha, túi bụi luôn, đầy đủ phụ kiện hết. Em nhắc lại ha, con cưa trượt C8 Hitachi C8 FXH ha. Điện 100V, hàng nội địa Nhật, công suất 1050W, dòng tua 3800 dòng ha. Lưỡi 26 ha, lưỡi zin theo máy 26 ha, 100 răng. Cắt sâu là 7 xăng ha, hành trình 32 xăng. Nghiêng được hai bên, xoay 45 độ hai bên, có cử kẹp phôi túi bụi, laser hành trình, đèn trợ sáng. Rồi con này em giao lưu với anh em giá 4 triệu ha. Chào anh em.